Thí sinh Nguyễn Giang Xíu, số danh 77, bài ca dự thi Lòng Mẹ. Xin mời thí sinh Phạm Quốc Trung chuẩn bị. Oh,
cuộc thi chuông vàng giọng cổ. Tiếp theo là phần thể hiện của thí sinh Quỳnh Trọng Tấn, số danh 71. Bài ca dự thi sân ga chỉ có một người. Xin mời thí sinh Ngô Hoàng Vinh chuẩn bị. Yeah.
So
Chúng ta vừa đến với phần thể hiện của thí sinh Phan Tấn Tú, giờ đây là phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Thị Bé Sáu, số danh 07, bài ca dự thi Bến Tre đất nước con người. Bây giờ em hát một cái câu dòng cổ nào khác đi.
dự thi để mình phô diễn hết cái hơi của mình, nó quan trọng lắm. Cho nên là cái bài của em chọn thì cái câu vô của em lại không phô diễn hết cái hơi của em, cái độ cao của em có, cái độ cao có, cái độ ngọt có, nhưng mà khi cái câu vô bài thi của em lại không phô diễn được hết cái cao của em. Cái bài em ca câu này là thấy em lên rất là chuẩn, lên cái bài em ca cao rất là tốt, còn cái bài kia thì nó lại bị cái trầm trầm trầm, nó không phô diễn hết được cái hơi của mình. Thế cho nên là các bạn mà chọn cái bài thi nó quan trọng đối với mình dữ lắm ha. Nhưng mà được bổ sung đó thì anh nói thêm về cái sáng được này. Em là có phải hơi mạnh, nhưng mà phân bổ hơi nó quan trọng. Em phân bổ, người ta nói gọi là đầu vô đuôi chuột, em tống hơi ra, đẩy hết vô hơi lên, đến cái giờ cuối em nó bị đuối. Cái thứ hai là sau cái xuống hồng cổ rồi thì bắt đầu em chìm luôn. Đó là một cái tiếng ca của mình luôn, mà trong cái ca thì trong anh em trong nghề người ta gọi là đầu vô đuôi chuột. Người ta làm cho nghe ban đầu nó quá mạnh đi, đến cái giờ sau nó từ từ em tụt dần đi thì nó không hay. Nên là nếu như đến cái cuộc thi em làm sao mà hoặc là em dò sâu vô nữa hơn nữa thì phải chú ý những điều mà chị Trinh có biết cũng như anh nói, phân bổ hơi phải đều, mình đừng có phân bổ mà mình tống đầu tiên vô tống hết hơi ra thì cái phần sau còn giữ được luôn một hơi nữa. Cái phân bổ một hơi rất là quan trọng. Và đừng để người ta ca ca rồi vừa xuống trong cổ rồi cái nó bắt đầu nó chìm dần, nó đuối dần đi. Ha, chú ý mấy cái điểm đó rồi, cảm ơn em. Kính thưa quý vị, dòng phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Thị Bé Sáu đến từ Bến Tre cũng đã khép lại buổi sáng của dòng thi sơ tuyển.